âm mưu, lạnh lẽo, hoang tàn là những gì người dân nơi này cảm nhận khi nói về căn biệt thự bỏ hoang này. Ôi trời ơi, người quá. Rất là sợ mọi người, lần đầu tiên mà vô cái ngôi nhà như thế này mình nổi hết da gà luôn à. Ôi nổi da gà luôn. Cùng những tiếng cười ma mị hay tiếng khóc thê lương của cô gái khờ, nhiều năm sống trong này càng khiến cho căn biệt thự này có phần ghê sợ hơn. Ai đi ngang cũng phải gùng mình khiếp sợ, chứ đừng nói là đặt chân vào chỗ này. Nhưng vừa qua có một kẻ xấu đã đột nhập vào căn biệt thự này, xâm hại đến cô thiếu nữ khờ tên Hường, dẫn đến có con. Hôm nay cùng Bùi Hồ quay trở lại căn biệt thự hoang kia, thăm lại em Hường, cô gái khờ xinh đẹp năm xưa và đứa con bất đắc dĩ nhé. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Phía sau lưng này là một cái căn biệt thự bỏ hoang. Và trong căn biệt thự này vẫn có một cô gái ngoài 30 tuổi. Một năm về trước Bùi Hồ có chia sẻ về hình ảnh một cô gái có nụ cười cùng gợn, ma mị mà mọi người luôn sợ hãi. Tuy nhiên sau một năm quay trở lại đây thì cô gái kia đã có con, một đứa con bất đắc dĩ. Và đứa con nó cũng khá là kháo khỉnh, không biết vì sao đứa con đó như thế nào và cuộc sống hiện tại của cô gái năm xưa ra sao. Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị vào thăm căn biệt thự này cũng như là thăm lại cô gái năm xưa và nghe mẹ của Hường chia sẻ về đứa con bất đắc dĩ đó nha. Và đây là cái ngôi nhà hoang mà Hường thường ở trong cái ngôi nhà này. Và bây giờ thì mời cô bác anh chị cùng vào đây. Sau gần một năm Bùi Hồ quay trở lại đây thì Hường đã có cho mình một cái đứa con gái rất là kháo khỉnh. Đây là một cái căn biệt thự mà bỏ hoang cũng khá là lâu. Và mọi người cho gần ở đây thì nó cũng khá là cùng gợn nha mọi người. Hằng ngày thì Hường chỉ ở đâu trong đây một mình thôi. Nhưng mà không biết tại sao kẻ xấu kia lại có thể vào đây mà giở trò đồi bại với lại Hường để đến khi em có mang. Vì gần đâu đó ở đây vẫn có vài chú chó nè. Mọi người có thể thấy không? Anh Long á, là ba dượng của Hường á, là nuôi những cái chú chó này để mà canh giữ mỗi khi có kẻ lạ mặt đi vào. Trước đây thì Bùi Hồ chia sẻ về Hường á, thì em thường la những cái tiếng la khá là gùng gợn. Tuy nhiên vào thời điểm này thì mọi người có thể thấy là em đã ít la hơn và thậm chí là có phần trầm tính hơn. Không biết là cái bản năng làm mẹ hay là gì do em uống thuốc nhiều hơn nên. Thời điểm sau gần một năm quay trở lại thì thấy Hường có vẻ như là trầm tĩnh hơn, không còn la nhiều giống như lúc trước nữa. Em chào chị ha. Thì chắc có lẽ là em cũng khá lâu mới quay lại đây. Đến thời điểm này thì em quay lại đây thì
Cẩm Hương cũng đã có cho mình một đứa con gái rất là dễ thương. À. Thì bé sinh được mấy tháng rồi ha chị ha? À, 8 tây này là bé được 2 tháng, mới sinh ngày 8 tháng 3. Ồ trời đẹp dữ ha. Rồi bé tên gì ha chị? À, Nguyễn Thị Hà My. Nguyễn Hà My. Lúc bé sinh thì như thế nào ha? Sinh mẫu, em bé nằm ngược á. À, em bé nằm ngược. Em bé nằm ngược. Ừ. Sinh mẫu. Trời ơi, trời cuốn mẹ. Sinh ở đâu chị? Ở Hùng Dương. Ở Hùng Dương là ở nhà thương Hùng Dương thành phố á. Thành phố mình luôn ha. À, thành phố. Em nghe anh Hoa nói là lúc mình đi sanh là mình không có tiền hay sao? Không có tiền thì nói chung là ổng đi mua ve chai là vốn ổng có 3 triệu thôi. Rồi mượn thêm được 5 triệu nữa là 8 triệu. 8 triệu mà lên nhà thương là nó kêu đóng là vô nhập viện là kêu đóng 7 triệu. 7 triệu là trong khi trong mình là còn được 1 triệu. 1 triệu vậy ở trong Hùng Dương á, người ta mới nói nó phiến tật vậy đó, rồi gia đình khổ quá thì kêu ảnh chạy về xã mình nè, bằng giấy bằng tờ đi rồi lên giảm cho. Thì ảnh về, ngày nào ảnh cũng về á, nói chung sanh ra rồi xiền nó ở giường đó. Rồi cái ảnh chạy đi chạy về, chị thì chị chăm bé, nó thì nó đâu có xuất ra được, rồi xiền bốn tay chân bốn ấy rồi, vậy nằm ở đó. Và anh về anh bằng giấy và lên tới trận xuất viện là nhà thương đưa lại cho được 2 triệu 3 hay 2 triệu 4 gì đó, đó chị cũng quên rồi. Rồi trong bệnh viện người ta thấy người ta cho được 1 triệu nữa đó. Về thì cha đưa lại cho được 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Lúc sanh ra thì bé nặng bao nhiêu ký chứ chị? 2 ký 4 hay là 2 ký 4 gen vậy chị quên rồi. Chắc 2 ký 4 á. Em không biết thì cái chế độ ăn uống lúc mà khi còn thai kỳ thì sao của Cẩm Hương, của Hương á? Hồi mà chị với ảnh đi mua ve chai ở nhà nó hồi ăn chị không có biết. Cái hai chồng đi về bới cơm á, bữa nào về á lúc nó chưa hồi ăn thì hết. Nay về cũng thấy nó hết nữa mà mình tưởng đâu là nó hết, ai nhỏ bưng ra cửa sổ nó đổ. Cái chị đâu có hai. Tới chừng chị kiểm tra lại thì thấy nó đổ ngoài. Chị mới nói cha nhỏ này chắc nó đòi ăn bánh không, nay nó ngán cơm đó. Cái chị không ấy nữa, chị có hai chồng cũng lo đi mần nữa, mần cứ bới cơm vô đổ, bới cơm vô đổ. Cái sau bữa đó chị tắm chị thấy chị quên nó thai kỳ đi, quên tới ngày nó đi, cái chị tắm sao thấy cặp ngực nhỏ này, ủa nay ngộ ngộ ta. Cái chị mới chạy ra ngoài tiệm thuốc tây nè, chị mua que. Chị mua mà về chị không biết thử làm sao á, chị mới hỏi nhỏ đó ra thử làm sao. Nó nói cô về cô hứng miếng nước tiểu đi, rồi cô đặt que này nè vô rồi cô thử cô thấy nó lên hai gạch á thì nó có thai, còn không lên thôi. Cái chị về chị canh nó đi tiểu, nó nằm giọng đó tới 7 giờ 7 mấy tối rồi. Cái chị lấy cái que chị đặt vô thì lên hai gạch. Mắt chị mờ, chị nói cha chắc con mắt mình mờ chứ không phải đâu. Chị lấy chị dắt lên rồi sáng chị mới lấy chị coi lại thì thấy nó hai gạch nó còn nguyên vậy đó. Rồi cái chị mới nói người này người kia trời ơi bé nó gái nó có thai rồi, kêu gái chứ không có kêu thường, gái có thai rồi. Cái lúc đó chị ổng mới hốt đi thì cái chị đó chị mần ở trong bệnh viện Hùng Dương á, mà chị về chị mở phòng mạch tư đó mới lên bà khám bà nói là nó có thai là 15 tuần rồi, biết con gái rồi gia đình có bỏ không bỏ. Bà cũng giới thiệu vô nhà thương Hùng Dương á bỏ. Cái ông này nói thôi biết con gái rồi không có bỏ, phải chi nó chừng tháng mấy thì bỏ được, còn này đã nó thành người rồi gần 4 tháng rồi. Giờ thôi lúc đó mới nói là nó có thai 15 tuần là chị đã xỉu rồi mà nói con gái chị mừng quá. Chị ngồi vậy mà trong khi đó người mới cắn chị mình mảy máu không á, nó cắn dữ lắm, bị nhỏ lớn không có đi ra đường rồi bực bội nó cắn. Giờ về, giờ mỗi lần đi khám thai đó chị đâu có dám dắt nó đi, nó cắn chị quá trời quá đất. Giờ nhờ người này người kia, vậy hàng tháng rồi kệ nó, giờ nhờ người này kia cô bác chị em đồ người ta đi khám hàng tháng rồi chích ngừa đồ.
Nhưng mà đối với một người bình thường á, thì việc mà chăm sóc thai kỳ từ bản thân của người mẹ á, thì rất là cẩn thận, đặc biệt là có những cái giai đoạn mà nó cận kề những ngày sanh á, như là tháng thứ 8 hay là tháng thứ 9 á. Nhưng mà lúc thì Cẩm Hường thì em thấy là rất là năng động nè, rồi chạy nhảy tới lui rồi ở trong cái căn biệt thự đó. Thì lúc mà khi biết mình có mang á, thì Cẩm Hường có cảm nhận được rằng mình có con không chị ha? Nó có biết gì đâu. Cái ngày mà nó đi, hai ngày nữa nó đi xăm hăng là cái cửa sổ đó đó, nhắm cao cỡ nào mà nó leo ra ngoài đó đó, nó leo lên leo xuống cẳng chân chạy ấy vậy đó. Ok. Còn mà đi xăm mổ đó về người ta cử nha, mới có nhiêu tuần lễ 10 bữa là lo con nhỏ này là đem nó vô chổng á, đã vô leo giả lấy me dụng nó ăn, me chín dụng nó ăn, đâu biết cử kiên gì. Mà trời xanh vậy đó, chết thương nó tốt lắm, không có sao đó á. Trời ơi, nó miếu đã. Cái tình mẫu tử nó thiêng liêng lắm. Và đặc biệt là khi mà bé được sanh ra thì khi gặp được một đứa bé trong nhà có biết là con của mình không? Không. Không biết luôn. Chị nói giữa trời chứ từ hồi mà nó sanh ra ha, mà tới mấy chú nè xuống quay nè là chưa dám cho đụng bữa ha, không biết cái chú nào đó lần đầu tiên kêu hả ha, cho đâu con lợi con hung em bé coi cái nó lợi nó kê cái đầu xuống nhẹ nó hung cười chết luôn á, ai thấy cũng cười á, đâu biết gì, đâu có đụng tới con nó được đâu, nhỏ lớn không có hả đi ra đường ra hái vậy. Em nghe nói đây là đứa con bất đắc dĩ hả chị? Ừ. Giờ đâu có biết cha nó là ai. Dạ thôi kệ hả, ông bà ngoại hả cưng quá trời quá đất luôn hả. Nhưng mà coi như là có cháu ngoại Hà My thì coi như là trời ban đi. Trời cho đó, trời đó cho. Chị nói thiệt, nói hả hồi đó khổ quá mà cũng ông này cũng ham nít lắm, ông thấy trời ơi thấy coi chơi trên mạng á, người ta bỏ đó giờ người này kia nhận xí được đó, ông nói ước gì mà mình xí được con đứa vậy mình nuôi ha, chứ mình đâu có tiền đâu mình đi xin ăn. Sao phải trời cho biết không, tháng chừng hả nửa tháng cái là nó sanh á, ông ngủ mấy em trời ơi hả thấy hả bà hả mẹ Quan Âm nó cho anh hả một đứa trẻ hả con gái ngáo nghỉnh đẹp, anh Long nói vậy hả? Đẹp dữ lắm. Cái cưng biết không, cái đưa nó vô tới bệnh viện á, cái hả thường thường hồi đó chị sanh da, sanh hai đứa đó da thì hả sanh xong người ta mới kêu đưa quần đưa áo đặng em bé bận em bé, còn giờ đâu biết, lên tới đó cái nó sanh da nó bế da nó đi, cái mình cũng không biết là cháu của mình đó, cái nó đi ngang cái nó kêu nhà hả người nhà của ông Hường đâu, nó ở đây, nó kêu hả đi theo hả nhận em bé nè, trời đất ơi hai chồng ha mạnh nào lấy hốt quần áo chạy chạy theo và cái nó đâu có cho vô hai người, nó nói vô một người thôi để hả vợ anh vô đi, anh đừng vô, cái ổng năn nỉ ổng nói thôi để vợ tôi đi qua bên con nhỏ kia đi coi chừng nào nó tỉnh vợ tôi chăm sóc nó đi, vô cũng giật tay giật chân coi hả có tật gì không chứ hả, hồi em bé nằm ngược á mà ở bệnh viện người ta không nói em bé nằm ngược bị gì, ổng vô không à, chị không có vô với nhỏ ở sớm á, cái ổng giấu chị, ổng nói ổng đâu cho chị biết, ổng sợ chị lo, cái tới chị nghe ổng hả nói với người này kia thọt thẹp á, cái trời ơi chị không biết nói em bé nằm ngược hay sao, chị phải dái xuống tóc, dái mẹ con nó xanh xong ở đầy tháng chị xuống tóc. Vậy là chị mới xuống tóc đây là xanh nó đầy tháng chị xuống tóc đó. Chứ là phải chị xuống tóc. Anh Long thì tận tay chăm sóc cho Hường và thậm chí là lo cái công việc nhà của mình hết luôn à. Hết chứ chị. Thì khi như vậy thì có bị, có nghĩa là nghe những lời dèm pha gì không chị? Trời ơi, ở xã người ta nói là cháu quay á, là cháu quay vậy nè, là kêu hả phải thử ATM. Là người ta nhắm ngay ổng, ổng mới nói thì hả cứ ấy đi giờ ổng cho thử. Ổng nói hả trời đất ơi hả mình không có, mình đâu có sợ cái gì như vậy, cưng ăn cắp ăn trộm cưng mới sợ cái người chủ, còn cưng không ăn cắp ăn trộm mắc thì cưng sợ người chủ. Chàng thiệt đâu sợ lửa. Đối với chị thì nuôi một đứa con đứa cháu như vậy nè thì nó có khó khăn gì không? Trời ơi chị hả hai cái khớp chân nè nó nhức, chị mà ẩm nó xuống là đứng lên là phải một tay bảo cháu là một tay chống, nhức khớp từ hồi đó giờ đó,
là đi đứng chị khó khăn lắm. Hồi đó, cái lúc mà không có nó chị đi đứng té hoài chứ gì. Dạ. Còn bữa trên bệnh viện á là chị đi hả, tự làm sao chị, ổng về dưới đây nè, ổng đâu có ở trên cái hả, người ta mới kêu đi lấy giấy cho nhỏ này nè, chị đi sao chị nghe ai á kêu, ơi mày đi chạy không chạy hả, tôi xô mày té chết à. Cái hả lúc đó hả chị đi lính quýnh nó dắt nó té cái bác sĩ đồ hả, chạy lại dần luôn á, cẳng chân chị yếu dữ lắm. Em muốn biết là bé từ khi ngày cấm hừng, từ ngày hừng sinh ra thì có bú sữa mẹ không? Không, đã chị nói là không có đụng được tới. Sinh ra là ở trong bán ly sữa như vậy nè, chút xíu vậy nè, và ổng đút cho nó uống, đút uống là từ đó là tới về nhà luôn, là đút uống đâu để con một ngày hay gì á, rồi qua ngày sau là mua sữa hộp ở trên đó luôn đó, mua hộp sữa mình pha luôn, vô mình pha như vậy nè đó, và cho nó uống từ đó tới bây giờ luôn. Vậy là Hường thì làm mẹ nhưng mà chưa từng một lần. À chưa đã, chị nói là chưa dạ. Đụng một lần mà bữa. Chưa từng mấy, một lần làm mẹ. Mấy chú mà kêu quay nè là mấy chú kêu đâu con lợi con hung thử coi thì nó lợi hả? Cũng áp ai cũng sợ là kiểu có 3-4 người vậy có gì chụp kịp là cho nó lợi hả, nó kê nó hay. Đó, chứ từ nhỏ tới lớn chưa đụng. Dạ. Chưa đụng mà chưa dòm, chưa thèm dòm nữa. À. À cũng như hả, à, thí dụ à tối dắt nó vô đó, rồi hai bà cháu ở trong buồng vậy đó, rồi hả nằm làm gì làm à. Dễ không chị? Nói chung lúc trước nó dễ lắm mà sau ba tháng nó hơi khó, chứ lúc trước là trong tháng là bú ngủ à ba tháng nó ọc sữa vậy, nhìn hả? Giống mẹ đẹp gái mà quá luôn á, giận mình đồ, giận mình dữ lắm. Nó giận tao nói hả đỏ tím con người hết. Chứ nó không học sữa hôm nay hả nó cũng phát triển nữa chứ không phải như vậy đâu. Hồi trong tháng thì hả đầy tháng đó chị lên trên chẩn chị khám đó là nó lên được ký tư. Không biết tháng này có lên không, không biết mà nó học sữa quá đi. Vậy là đồ đạc của bé mặc đều mọi người hàng xóm gom lại cho hoặc là mua hoặc là người ta chị, mua cho. Chị chưa bao giờ chị mua, chỉ có cái giỏ màu đỏ vậy là để đựng quần áo nó xách theo ha, với một hộp sữa với cái đồ đựng sữa nè, đồ bú nè, với lại một chai phấn thôi, còn như hoàn toàn là cô bác cho không. Con nhỏ thằng đây nè, nó đi bằng công ty á, nó hăm mấy tuổi rồi, nó còn gái, giờ nó thấy vậy đó rồi cái nó nói bạn bè trong công ty rồi á, gom góp lại là mua đồ xanh là 2 triệu mấy đó, 2 triệu mấy đó, giờ đi xanh rồi về ở đây hả cho à, bên tám có tới miếng tả miếng gì hả bà cũng cho à, nè đồ của nhỏ đó mua đó 2 triệu mấy nhỏ đằng đây nè, còn bận đồ cho không, bởi cái áo mà đứt nút giờ chị còn không hay, hồi sáng chị bận đó giờ hả chị cột túm cột ấy. Vậy là anh vẫn mua phế liệu chị ở nhà chăm sóc cho ngoại? Ảnh đi mua chị ở nhà khi 2 giờ là ông thức dậy nấu cơm nấu nước cũng giặt đồ xong là sáng chị hả dậy tắm cho ngoại, lo cho ngoại giờ bữa cơm vô cho ông Hường ăn, ông cột cửa sẵn ông để đó cho chị. Con bận đồ cho con nó dài nó. Là đến 16 tuần chị mới 15 tuần chị mới phát hiện là mới có mang. Đó. Cứ hả bới cơm vô mình tính là con thường bới vô nó ăn. Thế sao nay hả? Ủa? Đi tanh. Không biết làm sao mà chị không biết. Giờ hả lợi cửa sổ trời đất cô nó đổ quá trời nó đổ giết mà cơm nó sinh lên đó. Đừng biết. Rồi cái nói ủa nhỏ này sao kỳ vậy, giờ cũng không để ý nữa, cũng dẫn hai chồng dẫn đi mà nghĩ là con mình hả nó thèm bánh rồi hả nó không ăn cơm nó đổ, ai nhà tới chừng tắm mới phát hiện. Rồi chị không có nhớ cái hả nó có kỳ có đồ. Vậy là My sinh ra trong một cái bối cảnh đặc biệt mà lại ngày sinh là cũng đặc biệt nữa ha. Thì hả nó nằm ngược á thì bác sĩ cho biết là 10 tây tháng 3 là hả lên bác sĩ mổ. Đó là chị chuẩn bị hả mượn tiền mượn đồ là chị kêu xe là bữa hả 7 tây là chị đã kêu rồi.
đó. Cái ai nhà tới 8 tay cái ảnh đi về. Chị vẫn ở nhà với nó mà chị đâu có vô. Chỉ đem cơm vô nó cái hả chịu không gì. Cũng như ổng mua được đồng đó, cái về hai chồng lo được đồng. Mà nó nằm ở cái giọng đó đó cưng biết hả. Chị cũng nói, ủa sao nhỏ nãy nay bới cơm vô từ sáng tới chiều mà không ăn cơm. 2 giờ rồi, cái chị đi ngang chị mới lợi chị tôi nó thì ai nhà nó dở nước ối à. Dở nước ối hai chồng hả quảng hốt hả kêu xe đi không kịp. Không kịp mà hả cưng thấy nó đi hả cưng không có nghĩ là con nhỏ này có bầu, nó không có cái bụng. Cái bụng nó không có đó. Giờ hả lên xanh hả có 2,4 kg hả. Hơn thì bây giờ như thế nào chị? Cái tình trạng bệnh như thế nào? Thì nó cũng vậy. Có giảm hơn không? Đó thì giờ nó ít la, ít ấy hơn hồi đó. Đó. Rồi cái cưng biết không đi khám ở dưới bệnh viện tâm thần, bác sĩ khám ruột trước, bác sĩ cho xuống bệnh viện Long An tâm thần, người ta mới kêu là cho nó uống thuốc an thần bớt đi đặng xanh. Cái xuống dưới bác sĩ ở dưới khám nó, bác sĩ cho thuốc mà bác sĩ vẫn nói là nó uống là phải ảnh hưởng đứa bé. Ông này ông cũng nhận thuốc luôn mà về ông đâu có cho uống. Đó, về ông để đó rồi nó sanh xong nó cho nó uống. Mà cho uống tới bữa nay nè, nhỏ mạnh giờ mà cưng cho uống là nó giật. Nó giật nhỏ đi không nổi luôn á. Cũng như là con người hả, sắp chết. Bụng rụng. Bụng rụng sắp chết rồi hả, ông cứ để thuốc ở hoài ông không dám cho. Nó không cho quậy nữa mà. Có thể là nó sẽ chuyển sang an thần. Nó nằm im vậy, nó bụng rụng không có cái ấy mạnh dạn được. Bây giờ là vẫn còn ở trong nhà không? Chứ giờ nó ra đây lớp nóng được rồi chứ lại nó quậy con nhỏ này đâu có chịu được. Đó. Cái này nắng quá thì không biết là Hường Hường có thường la nhiều hơn không? Không, nó ít la hơn rồi đó. Giờ ăn giờ nó ngủ. Thu Bà. Hường thôi chị hay gì? Hả? Tên gì Hường? Nguyễn Thị Hường. Thị Hường, Nguyễn Thị Hường. Tên Nguyễn Thị Hường. Dạ. Thôi để em ra thăm cảm Hường cái ha. Nghĩa là ông không hiểu là do uống thuốc an thần hay là do sinh em bé, nhưng mà hiện tại bây giờ cũng ổn lắm. Nói chung là ít la ra hơn hồi xưa rất là nhiều. Ít la hơn nhiều. Ít la và ít cười. Nó cứ ra ngoài đó là nằm giảm là ngủ. Ngủ đã rồi vậy nó chơi. Nó ít la hơn hồi đó. Rồi vô đây thì bây giờ cái ý thức nha. Ý thức đợi mình là mẹ đúng không? Nói hôn con đi là biết là hôn con, hôn mẹ là hôn mẹ. Nói là hiểu được dạy là rất là hay. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 34 rồi vậy. 34 rồi hả chị? Nó sinh 90 á. Sinh 90 rồi chị không biết là nhiêu. 90 là 34 rồi. Bé thì sáng có tắm nắng vậy hả chị? Không, đầy tháng rồi chị không có tắm nắng nữa. Đầy tháng rồi hả, đợi nó ngủ vậy chứ chưa đó là tắm đó hả. Chứ hồi đó thì sanh ra đó thì mỗi bữa mỗi phơi nắng. Ăn uống nhiều không? Uống sữa nhiều không chị? Uống sữa nhiều à. Nhà này uống sữa nhiều lắm. Dạ. Đau con. Ôi, tôi đó cười xấu quá con ơi. Tôi đó cười. Đó mấy ông thấy con chưa à? Con mặt dễ. Bé Hà My cảm ơn hả hai mạnh thường quân nhiều. Nè con nè. 1,2 triệu anh ha. 1,2 triệu của anh Dũng với lại anh Dũng với chị Lê. Chị Lê. Con cảm ơn hả anh Dũng với chị Lê. Cho bé uống cháu sữa. Cháu hả uống sữa. Có tiền mua sữa cho cháu uống. Dạ.